Đại Bò Tư Chiến kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2022. Bò về trại gồm có 3 bê pháp kem. Mình qua về mình có đăng tải lên rồi. Bây giờ mình sắp nguyên cái lô bò lỡ, phía đây là 7 bò lỡ 10 tháng. Quý khách xem dễ phân biệt. Còn cái lô 7 tháng thì phía đây là 7 tháng nguyên lô phía đây, còn nguyên cái lô 7 bò lớn phía đây là 10 tháng ngoài, nói tròn 10 tháng. Chiều cao của bò là thiếu đủ 1m3, mấy đây thiếu đủ 1m3, có con thì dư 1m3, có con thì đủ 1m3, nó tròn 1m3, 7 con, bò lỡ 10 tháng, thế này. Mời quý bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến tại xem xét cùng tham khảo. Xem xét chuộng bò thì có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Nguyên cái bò lỡ, nguyên cái lô bò lỡ phía đây là 7 con. Bò lỡ còn nguyên cái lô 7 tháng là phía đây. Nguyên cái lô bên đây chỉ có giá là 22.500. Nguyên cái lô bên đây. Còn nguyên cái lô bên đây là 7 con phía đây. Là chỉ có giá là 28.500. Bò 10 tháng. Bò lỡ 10 tháng. Xương rất là to đoạn dài. Khách vui lòng gọi đến số Zalo của trại là 0395168767, trại bò Tư Chiến. Khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò mình nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, ghim vai, sân lưng, bản đùi. Mình toàn bộ từ bò nhỏ tới bò lớn mình bắt là bò khỏe, không có gì hết, là như là ở nhà vườn người ta lấy chích tiêm phòng viêm da nổi cục nè. Lỡ màu lông móng này chích rồi hết, cái vaccine ngừa hết rồi, vậy chỉ về trại mình chích một mũi tổng trùng đó là xong. Nhưng bò màu này màu lớn rồi, nó đề kháng nó cũng mạnh này. Nguyên cái lô bò rất là đều, giá là 22.500 nguyên cái lô phía đây. Chiều cao của bò phía bò lỡ ở đây là 1m3, có con dư 1m3 luôn, mà nói tròn 1m3. Nguyên cái lô bò lỡ phía đây 1m3, bò mà lỡ 10 tháng, còn phía đây là bò 7 tháng, bò bê pháp kem. Những cái lô bò rất là đẹp, đều tương tự như nhau luôn. Nguyên cái lô bò lỡ phía đây. Địa chỉ của trại mình là lộ DT19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân, đây tại Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem. Xem chốt giá. Quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, ghim vai, sân lưng, bản đùi. Trại bò mình đã tuyển chọn rồi những con ái lớn nền, sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Bò xương rất là to đòn dài. Chỉ có mấy con xương trung trung à. Có 3 con xương trung trung là đứng phía trong. Còn nguyên cái lô này dàn xương rất là to. Xương to quá thì cũng dở, mà nhỏ quá thì cũng dở ha. Xương dàn cũng vừa được rồi. Đây, cái lô phía bên đây là bò 7 tháng. Còn nó uống 7 tháng rồi, nó trời là 7 tháng. Mấy bên 7 tháng, bên 10 tháng nè. Nguyên cái lô bên đây. Nguyên cái lô này chỉ có giá là 22.500. Nguyên cái lô bò rất là đều, rất đẹp. Con nào đấy là trại bò mình cung cấp đầy đủ các chất bò cho khách xem chốt. Khách đặt bò số lượng lớn tầm 25-30, lúc nào có sẵn trong trại để quý khách xem chốt. Về luôn liên tục là về trại, bò về trại rất là đông để quý khách tha hồ lựa chọn con giống mà quý khách đã thích. Ba bê thóc kem, ba bê cơ bắp, ba bê kem. Những cái lô bò phía đây là bò lỡ 10 tháng, còn cái lô phía đây là 7 tháng.
ngày ngày 16 tây có giao cho khách ở Củ Chi với lại khách Trảng Bàng Tây Ninh, khách trong đoạn đường quý khách từ Tiền Giang Bến Tre lên tới Tây Ninh Vũng Tàu, rồi quý khách có đi có chốt bờ thì mình có sẵn cái chuyến mình rép vô mình đi luôn để cho mấy anh em đi cho nó tiện đường. Bây giờ là ngày 16 mình có giao bò về ở Củ Chi với Đồng Nai. Hai anh khách này anh bắt có 6 con à. Hai anh khách này anh bắt có 6 con là ngày 16 về Đồng Nai với Bình Dương. Quý khách ra trong con đường, quý khách có đi thì tại bò mình ghép vô xe đi luôn. Xe mình một xe là chở được 8 con, xe chở được 15. Ngày 16 này giao có hai khách mỗi người bắt có 3 con. Thì trong thời gian đó cái ngày 16 thì mấy anh em có bắt bò thì trên cái đoạn đường đi từ Bến Tre đến Đồng Nai với Vũng Tàu rồi thì quý khách có chốt thì mình rép vô cho xe đi luôn một lượt. Bò nhẹ tiền cũng có, 16 17 cũng có một hai con. Nguyên cái lô bò lỡ phía đây là 10 tháng, phía đây là 7 tháng. Bò bê pháp kem. Cái giá rất là mềm. Cái này mình nói cũng đóng góp thôi. Còn quý khách trong cái đợt bò này giá rất là mềm. Sau khi ăn Tết xong rồi bò có thể lên giá trở lại. Giá lúc này rất là mềm, giá ổn định mềm nè. Mình nuôi chăn nuôi bổ béo được. Ăn Tết rồi bò có thể giá có thể lên nữa. Cho nên mình bắt kịp thời, mình bắt cái đoạn giai đoạn này bò nó còn mềm giá. Bò lỡ con nào lấy đoạn rất là dài xương to. Mình nói chính xác luôn, bò phía đây là 1m3, 7 con. Bò lỡ ngoài 10 tháng. Một phía đây là 7 tháng, bò mấy anh phía đây thì 1m tốt, 1m 5 thân. Thì nói chung là 1m1 lại thiếu đủ 1m1 á. Phía này là thiếu đủ 1m1. Còn phía bên kia là 1m3. Cuối video mình cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến với cả ủng hộ. Khách đã đăng ký kênh và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.